Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 3 đối tượng gồm Nguyễn Ngọc Tuấn, 29 tuổi, Đinh Văn Tư, 20 tuổi và Nguyễn Văn Công, 30 tuổi, cùng quê Hải Phòng để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Trong thời gian từ cuối năm 2019 đến khi bị bắt, các đối tượng trên đã cho hàng chục người ở địa bàn hai tỉnh Đồng Nai và Bình Dương vay với số tiền hàng trăm triệu đồng, lãi suất từ 20 đến 60% một tháng. Một số người sau khi vay nhưng do lãi suất quá cao không còn khả năng chi trả thì các đối tượng đã đưa người đến uy hiếp để đòi nợ. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa tiếp tục điều tra mở rộng.